Tức là những chỗ mà không đậu được xe mà mình muốn bán vé số thì mình phải bỏ ghế xuống, mình lết vô mình bán, đúng không? Dạ, dạ. À. Đấy, các bạn nghe rõ là những cái chỗ mà không có đậu được xe mà người ta ngồi phía bên trong đó thì chú phải lết xuống đó. Đây chú tháo cái cây nó ra này đó, rồi chú sẽ tụt xuống, rất là có nghị lực nhá. Đó. Chú đi xa nhất là được bao lâu? Dạ. À, chừng 5 căn nhà đổ lại à. 5 căn nhà. À, đây rồi. Thôi chú đi 1 căn thôi, đừng đi 5 căn. Dạ. Đây chú đi này các bạn này. Vậy là chịu lực toàn bộ bằng hai cái tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi rồi. Rồi cảm ơn. Dạ. Xúc động quá, thôi cứ ai giúp mình là mình thừa dạ. Mừng rồi. Ai kể ra, có ngày nghỉ đó. À. Có bữa nào mình bạch đi nghỉ. Dạ. À, cái ai buồn thôi. Dạ. Thôi giờ chú đi thử lên lề được không? Bởi vì thấy là còn vỉa hè mà làm sao mình leo được, cái này là vỉa hè nó thấp này. Vỉa hè là phải lết lên này. À, vỉa hè thì lại lết lên. À, vỉa hè phải lết đi. À. Vỉa hè là mình phải bỏ chân xuống. À, rồi. Bỏ chân xuống đó vậy. Dạ. À, đã bắt đầu mới cặp ở đây. À. 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 Như vậy là cũng vẫn đi được nhưng mà phải thêm cái động tác là bỏ đồ nghề ra. À, cho cái lắc này lắc người lên. À. Đó, lắc người lên cái bạn vô. Dạ. À. Rồi lại đi rồi. Rồi. Đó. Đó. Đấy. Chú được giúp đỡ đấy. Rồi. Chú đang kéo cái xe lại. Chú ăn. Ôi ăn. Dài cái chiếc câu sạch đi ơi. Có không cô? Nó quen rồi. Bây giờ chú thử làm như thế nào để leo lên? Giống như chú hướng dẫn là cách nào để leo lên để bà con cô bác. Nắm tay lên. Rồi. Đó. Đó. Rồi, rất là khó khăn. Đó. À, Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. À, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống ở Sài Gòn và giúp đỡ những người khó khăn. Và thưa quý cô chú anh chị thì mấy ngày hôm trước Tuấn Dương cũng có gặp một chú bị khuyết tật và có một số người có muốn ngỏ ý giúp đỡ chú. Thì có cô Lan và chú Nam ở Ireland có nhà ý là gửi giúp những cái người khó khăn, trong đó là có hai người, một chú này và một chú nữa bị cụt hai tay và xin lỗi, cụt một tay và cụt hai chân. Rồi chào chú. Yeah. Rồi chú để bỏ khẩu trang được không? Yeah. Rồi hôm trước thì có thưa chuyện với chú là như thế này, hôm trước thì cũng có quay clip. Yeah. Và chia sẻ cái thông tin của chú đó. Yeah. Thì có cô Lan và chú Nam ở Ireland cũng nói rằng là muốn giúp đỡ chú để chú bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống. Yeah. Thì qua đây thì chú cũng có thể giới thiệu lại một chút là
về thông tin cá nhân của chú là tên gì, ở đâu, rồi bao nhiêu tuổi, bệnh tật nó ra làm sao, giờ đang làm nghề gì để các cô bác anh chị cùng được biết không ạ? Dạ, em tên là Đỗ Văn Thành. Đỗ Văn Thành. Sinh năm 1961. Dạ. 61 tuổi á. Dạ. Là đang ở trạm trú 214/129. Dạ. Ở đường Đồng Tiến á. Đó, Đồng Tiến. Đồng Tiến là quận 10 đấy á. Ở Nguyễn Trãi nè. Đồng Tiến Nguyễn Trãi. Dạ. Đồng Tiến Nguyễn Trãi á. Vâng. Rồi anh bán số sinh sống hàng ngày. Rồi. Thì quê gốc của chú là ở đâu? Quê là cha mẹ quê Bắc. Dạ. Cha mẹ quê Bắc á, vô năm 45. Vâng. Vô năm 45 là sinh năm trong đây là năm 61. Dạ. Sinh năm 61 ở trong đây luôn. Vâng. Cho nên muốn biết ở quê Bắc. Vâng. Chỉ biết cha mẹ quê Bắc à. Dạ thưa, thì bây giờ gia đình rồi còn ông bà còn sống không chú? Cha mất mấy chục năm rồi, còn mẹ mới mất đây 2 năm. Vâng. Mẹ mất 2 năm nay. Vâng. Bà 96 tuổi mất rồi. Vâng. Bây giờ em còn có một bộ mình với em bốn đứa nhỏ lớn lớn rồi. Nhưng mà nó đi làm rác á. Bốn đứa đó là ai? Mấy người cũng có đặt luôn với quen biết người anh em. Anh em ruột hay là anh em họ? Anh em ruột á. Cùng mẹ cùng cha luôn. Dạ, cùng mẹ cùng cha. Rồi mấy người kia thì có bị tật không chú? Không, có cái anh kia bị bún gì rồi. Bún bây giờ bị phổi nữa. Vậy là chú là người thứ mấy trong gia đình? Con lớn à? Bây giờ là thứ ba. Thứ ba đấy. Thì cha mẹ là ở đấy là mình trọ hay là cha mẹ để nhà cho mình ở? Cái đó trọ. Ở trọ. À trọ. Cái đó là cái nhà cắt lên đó. Vâng. Rồi đó là có hai bà con. Em có chặt bà già quá. Rồi người ta giúp đỡ á. Dạ. Nó cho ở đó. Vâng. Ở đó tạm là 2 mét vuông, 3 mét. Vâng. Đó, ở từ vậy đó. Rồi bây giờ bà mất rồi. Vâng. Mất rồi mấy cái em thì nó cá túc á. Nó vô nó cá túc rồi đó. Vâng. Rồi em kinh thận về đó. Em đi bán thì về đó ở. Thế một ngày giờ thì mình bán được nhiêu tờ vé số? 150 vé. 150 thì lời nhiêu tiền? 160 đó. Dạ. Thì hôm nay chú có vé giò không? Có mang theo không? Bên đây có cái số nè. Kia chưa có cái giò. Có cái số hôm qua á. Cái số ngày mai á. Coi là hôm nay bán hết rồi. Đâu cho con coi thử vé số ngày mai nào. Dạ. Dạ. Tức là chú thông cảm vì muốn hỏi kỹ để các cô chú còn giúp chú. Dạ, để coi như là giúp cái người mà đang lao động kinh doanh thực sự ấy. Dạ. Đấy, buôn bán mà gặp khó khăn ấy thì các cô chú tạo cái điều kiện để giúp đỡ. Vâng. Em bán là 150 vé. Vâng. Giờ là chứng dương cho chơi chịu quá. Thì em lấy vô thêm luôn. Lấy vô thêm luôn. Khi nào mà bán được á thì ấy còn bán được trả cho người ta. Dạ. Em nói cho người ta biết trước. Dạ. Nói cho người ta biết trước là cái này là giấy số ngày mai. Đâu chú cho coi thử nào. Đây các bạn ơi, mình sẽ coi thử cái vé số của chú. Tức là chú lấy sẵn cho ngày mai đây này. Hôm trước là biếu chú thêm 1 triệu. Là người đẹp Huyền Trinh có gửi đấy. Vậy đúng bây rồi. Giờ chú lấy thêm mỗi một cọc này là bao nhiêu đây chú? Cái cả này là 300 vé. 300 vé, ôi lấy thêm. Bán hết đây là lời 300 ngàn. Nhưng mà không hết. Trả 100 vé. Không hết thì sẽ trả 100 vé. Bán hết thì là trả mà ít hết lắm. Bán mắn ngày trời này hả? Đây cái ngày nó ghi đâu chú? Đây là ngày 11 tháng 3 này. Hôm nay mới là ngày 10 tháng 3 thôi đúng không? Đúng rồi, hôm nay ngày 10 tháng 3, ngày 11. Số Bình Dương đây, mình sẽ mở cho cô bác anh chị chúng ta coi nhé. Là hôm nay thì mới là ngày 10 tháng 3 thôi. Nhưng mà chú đã lấy cái vé số là ngày 11 tháng 3. Đây các bạn này. Đây, hôm nay là thứ năm ngày 10 tháng 3. Lúc 11:40 thì cái này mai mới bán hả chú? Chiều nay bán rồi. Chiều nay bắt đầu bán rồi. Rồi thấy rồi. Rồi đó. Rồi cảm ơn chú, thôi chú cất ra đi. Cảm ơn. Đây để chú cất vé số cho nó cẩn thận đã. Vì đây là một cái tài sản rất là lớn của những người khuyết tật. Cũng là cái công cụ và mưu sinh. Thế mình đi bán này có bao giờ bị giật không? Dạ có chứ. Có luôn. Chút giật hoài mà bây giờ bớt rồi. Bớt giật rồi. Bây giờ bớt rồi. Bị em lấy ít cài á. Dạ. Lấy 30 vé, 50 vé. Dạ. Để nó cầm một cái người ta coi, em coi ta. Vâng. Đỡ nhiều. Thế nếu mà bây giờ chú giống như có nhiều các cái quán mà đâu có phải vào xe được. Đâu có vô được đâu. Thì mình làm thế nào để bán? Em xin lấy trình dụng như nhà. Hay là đậu ở chợ ra, đậu ở chợ và kem lết xuống rồi mời người ta đi qua đi lại, mời ra
Thế mọi hôm trước thì còn cái ghế mà hôm nay không có ghế thì có xuống được không chú? Ghế này à? À đâu? Đây đây. À, đồ nghề đâu? Hả? À đây 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 đây. À. Rồi bây giờ chú xuống đi, xuống à. Cho bà con cô bác những người mà coi lần đầu tiên đấy để họ biết. Chứ còn cái hôm trước thì có người coi rồi. Đây, vậy là đồ nghề của chú ấy, chú sẽ xuống rồi. Tức là những chỗ mà không đậu được xe mà mình muốn bán vé số thì mình phải bỏ ghế xuống, mình lết vô mình bán đúng không? Dạ, dạ. À. Đấy, các bạn nghe rõ là những cái chỗ mà không có đậu được xe mà người ta ngồi phía bên trong đó thì chú phải lết xuống. Đó. Đây chú tháo cái cây ra này. Đó rồi chú sẽ tụt xuống. Rất là có nghị lực nhá. Đó. Chú đi xa nhất là được bao lâu? Dạ. À, chừng 5 căn nhà đổ lại à. 5 căn nhà. À, đây, rồi. À, đây rồi. Thôi chú đi 1 căn thôi, đừng đi 5 căn. Dạ. Đây chú đi này các bạn này. Vậy là chịu lực toàn bộ bằng hai cái tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi rồi. Rồi cảm ơn. Dạ. Xúc động quá. Thôi cứ ai giúp mình là mình thưa dạ. Mừng rồi. À, kể ra, có ngày nghỉ đó. À. Có bữa nào bạch đi nghỉ. Dạ. À. Đấy, các bạn thấy các chú đi rất là nhịp nhàng. À. Chưa hết một căn đâu, chưa hết một căn nhà đâu. À, đấy, về bạn ơi. Mệt thì lại nghỉ. Mệt lại nghỉ, dạ. À, cái lại chạy, ngồi chạy, à. Xấu. Vâng. Mà cô bác giúp được. Vâng. À, cái ai buồn thôi. Dạ. Thôi giờ chú đi thử lên lề được không? Bởi vì thấy là còn vỉa hè mà. Làm sao mình leo được, cái này là vỉa hè nó thấp này. Vỉa hè là phải lết lên rồi. À, vỉa hè thì lại lết lên. Đó, giờ phải lết đi. À. Vỉa hè là mình phải bỏ chân xuống. À, rồi. Bỏ chân xuống đó, vậy. Dạ. À, đã bắt đầu mới cặp ở đây. À. 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 Như vậy là cũng vẫn đi được, nhưng mà phải thêm cái động tác là à. Bỏ đồ nghề ra. À, cái lắc này lắc người lên. À. Đó, lắc người lên, cái bè vô. Dạ. Đó. Rồi lại đi rồi. Rồi. Đó. Đó. Đấy. Chú được giúp đỡ đấy. Rồi thôi chú mệt chưa? Dạ, mệt mệt. Vâng thôi chú ngồi nghỉ đi thưa chú. Dạ. Đây cái chiếc cặp chạy đi ơi. Đó thì thưa chuyện với chú là có cô Lan với chú Nam ở Ireland đó. Cô Lan, và chú Nam. Ở Ireland. Cô chú cũng lớn tuổi rồi. Dạ. À, cô chú có bảo là nếu mà gặp chú á, thì gửi biếu chú số tiền là 3 triệu. Dạ, à, cảm ơn. À, cảm ơn cô Lan về. Dạ. Và chú Nam. Chú Nam. Ngày. Đây. Giúp đỡ cho em được 1 triệu này. Sống đỡ qua ngày. 2 triệu này. Cô mới cậu được mình nè. Được vui vẻ. Vâng. 3 à, triệu này. À, xin cảm ơn cái Tuấn Dương nhiều. Dạ dạ. À, cảm ơn Tuấn Dương nhiều. Dạ đưa giúp đỡ cho em được đỡ hơn tháng nay. Dạ. Dạ. Rồi chú xòe tiền ra cho để con chụp cái hình cho đẹp là xòe tiền ra, xòe ra cầm xòe ra. À. Đó. Rồi chú giơ lên. Rồi. Rồi được rồi chú. À. Dạ rồi cảm ơn chú. Dạ, rồi dạ, chú cất cảm tiền cảm đi. Dạ. Đẹp. Dạ, dạ cảm ơn anh Tuấn Dương nhiều nha. Dạ. Cái xe cao chạy chưa ơi. Đây là xe ha. Vâng, bây giờ lên xe đi, chú lên xe đi. Để con quay cho cô bác nhìn thấy cái hình ảnh mà chú lên xe thực tế nó như thế nào. Đó, đi bán hàng ngày cũng rất là vất vả các bạn. Rồi chú sẽ lên cái chiếc xe này. Đúng là tàn mà không phế luôn. Dạ. Rồi. Chú đang kéo cái xe lại.
Chưa ăn. Ôi ăn gì đó. Dạ con chiếc câu dài chị ơi. Khó không cô? Đấy, nó quen rồi. Bây giờ chú thử làm như thế nào để leo lên? Giống như chú hướng dẫn là cách nào để leo lên để bà con cô bác nắm tay lên. Rồi, đó. Rồi, rất là khó khăn. Đó. Buộc hai cái ghế rồi. Dạ. Ghế này rất là khổ. Dạ. Không có không ghế không lên được. Có ghế mình lên được. Vâng. À. Rồi xong đó lại treo móc hai cái ghế rồi. Hả? À. Đó gọn gàng vậy. À. Rồi sau đó đây đến cái sau này sẽ gài cái đằng sau rồi này. Rồi sao tay run vậy? Rồi cài cái chốt vô. Cứ mỗi lần lên xuống là phải làm như vậy luôn. Dạ đúng rồi vậy đó. Dạ. Cái đầu ở đây nè. Dạ. Là phải cái đầu rồi đó. Dạ. Nếu mà lúc nào bán vé số mà cứ qua đây thì lấy cơm chú dạ, nhá. Dạ, dạ. Dạ. À, cảm ơn. Rồi rồi có ai giúp đỡ thì sẽ gửi chú sau nhá. Dạ, dạ, rồi xin chào. Cảm ơn anh Chính Dương với lại cái cô Lan và chú Nam ở Ireland. À, cô Lan và chú Nam được Ireland giúp đỡ cho dạ. Ba chị bạn. À, cảm ơn anh. Rồi rồi dạ. Chú đi nhá. Dạ. Rồi xin chào. Dạ, rồi giữ sức khỏe. Dạ, xin chào anh nha. Dạ vâng, chú đi ạ. À, chào cô. À, dạ, à, cảm ơn. Đó, giờ chú đi. Rồi, đây đang là khu cửa Bắc chợ Bến Thành. Còn một chú nữa cụt hai chân, cụt một tay bán vé số mà có lẽ là chú về thăm mẹ ở Vĩnh Long. Nên là mấy bữa nữa khi nào gặp thì Tuấn Dương sẽ trao tiếp. À, cảm ơn cô Lan, chú Nam đã ủng hộ. Là phát tiền cho 100 người bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi người 200.000, cho hai chú, mỗi chú là 3 triệu, cho cháu bé u não là 5 triệu, và ủng hộ kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay cũng như là tặng một số tình nguyện viên ở bếp cô Tư. Tuấn Dương xin tạm dừng video tại đây.